Máy hút ẩm mà dùng cả đời không hỏng đây này mọi người này. Ok, chào mọi người nhá. Buổi sáng hôm nay thì máy ăn ra tiếp tục lên video. Video này sẽ giới thiệu cho mọi người một chiếc máy hút ẩm nhá. Con này là sáp cột, 18 lít điện 100 mọi người nhá. Đấy, con này là sáp cột 18 lít 100 này. Đấy, và khi mà các bác gặp được những con máy này mà nó nguyên zin nhá, mà nó mới như thế này này mọi người này, dàn mới này, lốc này. Đấy, lốc này, lốc nó không có một cái vết gì luôn mọi người nhá. Đấy. Lốc Mitsushita này mọi người này, Mitsushita made in Japan này. Và đây ạ, cái mạch phía trước cũng thế mọi người này. Đấy. Cái mạch này nó mọi người luôn là nó mới như thế này nhá. Đấy, dây này. Đấy, dây mới như này này. Đấy, dây mà mạch mà nó mới như này mọi người nhá. Đấy thì cái con này thì em khẳng định với các bác luôn là các bác dùng chắc cả đời cũng không hỏng được. Đấy. Các cái dòng này thì đời không cao, nó con này đời 2004. Nhưng mà con này thì nó cực kỳ bền luôn mọi người nhá. Đấy, nên là các bác mà gặp được những cái con máy như thế này ấy thì khẳng định luôn là các bác dùng cả đời cũng không hỏng được đâu. Đấy, nó chỉ có thể lỗi vặt cảm biến linh tinh thôi, chứ còn con này cứ vậy là chạy mọi người nhé. Và những con này rất linh kiện rất là nhiều nên các bác có thể thay thế sửa chữa rất là dễ luôn. Nhưng mà những cái dòng này là dòng gọi là đồ đồng cuối đá. Con này là dùng rất khó hỏng mọi người nhé. Với những con mà đây ạ, ống đồng đây này, nhìn các bác nhìn đời trước nhìn ống đồng nó khủng khiếp mà. Đấy, ống nó to này, dày này. Đấy, hệ thống ống đồng chăng chịt như này mọi người nhé. Đấy, nhìn rất là khủng luôn. Đây là bên dàn này. Đấy. Nó cực kỳ là mới luôn mọi người nhá. Lốc này. Đấy. Thì các bác gặp được những cái con máy như này là các bác dùng cả đời không hỏng luôn. Và đây là một con máy sáp cột 18 lít điện 220. Quạt mới, mạch, vi mạch cũng rất mới, dàn cũng rất mới, lốc thì không có xi nhê gì luôn. Đấy, rồi cảm ơn mọi người. Bác nào có nhu cầu này liên hệ với em. Một chiếc nhất vừa cập bến.